Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giải tập bài tập số 37. Sử dụng cái vòng lặp for để xuất tất cả các ký tự từ A đến Z. Đó. Rồi, thì bài tập này mình sẽ dạy như sau. Đầu tiên mình sẽ phải khai báo một số cái thư viện cho nó. Studio.h. Sau đó sẽ là thư viện Corneo, đúng không ạ? Rồi sau khi đã khai báo cái thư viện thì sẽ đi vào cái hàm main. Trong hàm main này thì mình sẽ khai báo một cái kiểu dữ liệu tra, vì đây là ký tự từ A đến Z nên kiểu của nó sẽ kiểu tra. Mình đặt cái tên biến là ký tự. Rồi. Và sau đó mình sẽ sử dụng một cái vòng lặp for với cái biến chạy là ký tự. Mình gắn ban đầu cho nó là bằng A. Và cái biểu thức điều kiện của nó sẽ là ký tự bé hơn hoặc bằng Z. Đúng không? Tức là nó sẽ chạy từ A đến Z. Và sau nó sẽ, đây sẽ là ký tự cộng cộng. Đấy, nó sẽ tăng dần lên 60 lần A. A thì nó sẽ tăng lên 1. À, tức là nó sẽ lên B. Đấy. Và sẽ, sau đó sẽ print ra. Đây sẽ là phần trăm C, đúng không ạ? Kiểu character nên là phải là C. Mình đặt là 4C thì cho nó dễ nhìn. Mình cứ để là C để lát nữa mình sẽ chỉ cho các bạn thấy sự khác nhau giữa C và 4C. Đây sẽ là ký tự, đúng không ạ? Print. Đây sẽ sử dụng một câu lệnh get và return. Không ạ. Rồi. Bây giờ mình sẽ chạy cho các bạn xem. Như các bạn đã thấy thì đây, ở đây nó đã in ra các ký tự từ A cho đến Z, không? A, B, C, D, cho đến Z, đúng không ạ? Nhưng các bạn để ý rằng các ký tự này nó biết liền nhau, đúng không ạ? Và sẽ rất là khó nhìn. Và để giải quyết cái việc đó thì mình sẽ làm như sau. Ở đây, ở cái câu lệnh print này in ra kết quả các ký tự đây thì mình đặt đây là 4C. Đó, phần trăm 4C đây là kiểu đỉnh dạng của nó. Tức là sau khi in ra thì cứ cách 4 khoảng trống, 4 khoảng dấu cách đó, thì nó sẽ in ra một cái ký tự đấy. Tức là khoảng cách giữa hai ký tự liền kề nhau sẽ là 4 cái khoảng trắng đấy. Rồi sau khi sửa lại thì mình sẽ in cho các bạn xem. Đây, như các bạn đã thấy thì giữa các ký tự đều đã có khoảng cách là 4 cái dấu cách đấy. Thì như này thì nó sẽ dễ nhìn hơn, đúng không ạ? Rồi. Đây là, như các bạn đã thấy thì đây là nó in ra những cái số in hoa, chữ in hoa, đúng không ạ? Thì để in cái số chữ số in thường ạ, chữ ký tự in thường thì các bạn đặt đây là A, A in thường. Và đây Z, mình sẽ đặt là Z thường. Đấy. Thì nó sẽ in ra cái kết quả là cái ký tự thường, đúng không ạ? Các bạn đã thấy đấy, từ A đến Z nó đều là ký tự thường, đúng không ạ? Đấy. Thì trên đây là cái bài tập sử dụng cái vòng lặp for để xuất tất cả các ký tự từ A đến Z. Cái bài tập này thì nó khá là dễ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.